Mình cũng được biên sản xuất gọi lên để casting. Và trước khi lên là mình cũng đã biết thông tin là có rất nhiều bạn diễn viên lên cast vai này rồi, nhưng mà đều không được. Thì Hương nghĩ rằng là đây chắc là một cái vai rất là khó và tâm đắc của đạo diễn. Và đến đó khi mà ngồi đối diện với hai anh đạo diễn, và đặc biệt là anh Lưu Trọng Ninh, thì anh nhìn chằm chằm vào Hương á. Và không có, lúc đó anh không biết Hương là ai hết. Anh không biết Hương là diễn viên của Nhà Kịch Hà Nội. Và thậm chí anh còn chưa bao giờ xem phim của Hương làm. Mà anh Ninh thì anh Ninh làm cái người làm việc rất cảm tính. Anh không quan trọng việc là cô này hot như thế nào, cô này làm bao nhiêu phim, kinh nghiệm như thế nào. Mà với anh ấy kia nhìn nhận để chọn diễn viên là cái sự cảm tính. Anh có thể nghĩ rằng là cô này có thể làm được thì sẽ là làm được. Thì lúc đấy Hương thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào Hương và không nói một cái gì hết. Thì cũng mình cũng hơi khớp, mình không biết là có được casting hay không đây. Và sau đó thì anh có hỏi Hương một câu là: em có dám thử thách bản thân, có dám chấp nhận khó khăn để đi với cái bộ phim này không? Thì cái câu hỏi này anh hỏi hơi nhầm người, hơi nhầm đối tượng. Bởi vì Hương nổi tiếng bướng rồi. Thế nên những cái khó khăn hay là những cái mà để mà thử thách thì với Hương nó không phải là một cái chuyện gì quá là khó. Và Hương đồng ý ngay. Sau đó thì anh có hỏi thêm một câu nữa, và là một câu chốt luôn. Anh nói là em hát thử cho anh em một vài câu. Nó là nhạc xưa thôi, nhạc dân gian thì càng tốt. Để anh thử xem cái chất giọng của em như thế nào, cái sự cảm nhạc của em như thế nào. Thế là Hương đứng Hương hát luôn bài Mèo Dạt Mây Trôi. Sau đó thì anh bảo đây đúng là người mà anh cần tìm rồi. Thì may mắn cho Hương lần đầu tiên gặp đạo diễn Lưu Trọng Ninh, và Hương đã được cái chọn cái vai nương như thế. Kỷ niệm với phim thì nhiều lắm, ngồi đây thì không thể kể hết được. Nhưng mà cái bây giờ thì Hương đang nghĩ đến một cái kỷ niệm, là hôm đó Hương quay cái cảnh ở sông, ở ngoài sông Hồ, nước rất là sâu, mà hôm đấy là quay 12 giờ đêm rồi. Cả ngày tất cả các diễn viên rất là vất vả, mọi người đều rất là vất vả. Và lúc đấy đêm thì lại ăn tối thì từ 6-7 giờ cơ, thì đến 12 giờ đêm thì mọi người đều đói lả đi rồi. Nghĩa là cố gắng làm sao để mà quay xong cảnh đấy rồi mọi người đi về nghỉ ngơi, thì lúc đấy là quá là đuối rồi. Mà Hương lại phải quay cái cảnh là nuôi toàn bộ ở đằng sau lưng, có nghĩa là sẽ máy quay quay từ đằng sau lưng, và mình không có mặc đồ ở trên, và để mình quay từ đằng sau để mình đi ra cái sông đó, mình bơi qua sông, mà để thể hiện những cái thân phận người phụ nữ ở cái đêm hôm đó trăng chiếu xuống, mà nó khổ và nó thanh tịnh, nên nó là cái gì đấy nó khơi gợi được cái thân phận người phụ nữ, nó rất là cô đơn giữa cả một cái con sông nó lẻ loi như thế. Thì quay cái cảnh đó thì Hương xin anh ấy là cho Hương bơi thật. Hương cũng biết bơi, nhưng mà cũng hơi chủ quan một chút, là vì hôm ấy nó quá đuối rồi. Và khi mình bơi được một đoạn ấy, thì cái phía dưới chân ấy nó bị mắc bởi những cái rong rêu, mà Hương không biết là dưới đấy nó có những cái rong rêu thì nó mắc vào chân, và mình không cựa quậy được. Thế là dãy một lúc thì khoảng mấy giây xong Hương chìm xuống, và mọi người lại nghĩ là Hương đang diễn, chứ Hương, mọi người không biết là Hương bị đuối quá, Hương bị chìm nghỉm xuống. Thế một lúc sau rồi, tay mình cứ chấp chiếu, mình với mình cố kêu lên mà không còn sức để kêu nữa. Thì mấy anh quay phim mình biết là cô bị sắp chết đuối nơi rồi, và nhảy xuống để cứu, kéo mình lên. Và đấy là cái kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được, bởi vì chỉ chậm một vài phút thôi thì không biết là giờ này có thể được ngồi đây để chia sẻ với khán giả hay không. Và để nói rằng là cũng như bạn vừa mới hỏi Hương đấy, là cái bộ phim này nó có quá nhiều cái khó khăn và thử thách đi. Và đã gần 3 năm rồi chúng tôi làm cái phương án là hậu kỳ để cho ra phim. Đến giờ phút này cái đứa con tinh thần nó đã được công chiếu với khán giả, sắp được công chiếu với khán giả. Thì Hương thấy rằng là cái niềm hạnh phúc không chỉ với Hương mà còn với tất cả ekip trong đoàn phim nữa. Cái kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời. Mọi người cứ nghĩ rằng là Hương làm fan Hương thì nó bị ấn tượng quá rồi. Bây giờ nó bị chết vai rồi, thì không hiểu khi mà nhảy sang cái vai Can Nương là một cái vai nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không có cái cá tính màu sắc giống như Phan Hương, thì Hương có làm nổi không? Thì câu trả lời này thì một thời gian tới thì mọi người sẽ được biết. Còn nếu mà để khó khăn thì Hương nghĩ rằng chẳng có gì khó khăn với mình cả. Đã là diễn viên thì thử thách nào mình cũng phải làm. Mình có thể từ một cô giang hồ, một cô tiểu thư,
con nhà Phan Thị mình có thể nhảy ngay sang vai một cô ca nương đằm thắm, dịu dàng, sâu sắc hơn, cá tính hơn. Hai cái vai này nó không phải là không có cá tính giống nhau đâu, nó vẫn có cái cá tính của Thanh Hương ở ngoài đời. Nhưng mà Hương sẽ cố gắng để làm sao mà mình thổi vào hai vai nó có những cái màu sắc khác nhau, là Phan Hương sẽ khác mà ca nương nó sẽ khác, và hai vai diễn này nó không lẫn vào với nhau. Thế còn nếu mà để hỏi là khó hay không thì Hương nghĩ là không khó. Vì cái quan trọng nhất của một người diễn viên là luôn luôn phải tìm tòi và sáng tạo cho vai diễn.